Video spoil, thích thì xem, không thích đợi lúc nào thích thì xem. Còn đã xem thì nhớ like, share, ủng hộ nhé. Hello anh em, sau một thời gian dài, ngày chờ tháng nhớ năm mong, cuối cùng cũng đến ngày tôi làm video giới thiệu về đội Pleiades. Anh em hẳn cũng hóng lắm đúng không, đúng không, đúng không? Có hay không việc đội hầu gái này quá đỗi xinh đẹp đến mức gây thương nhớ quá nhiều? Một vạn câu hỏi vì sao thì một triệu lý do tại vì. Và hôm nay tôi sẽ tiết lộ những lý do đó. Chính tôi có mong cho đội waifu hùng hậu của Nazarick này lên sóng nữa là giờ thì không làm mất thêm thời gian của các anh em tín đồ giáo phái hầu gái nữa, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Không giấu gì anh em, so với những video tôi làm từ trước đến nay thì đây là chủ đề tôi khá hứng thú. Vì sao ? Vì đội Pleiades bánh cuốn quá. Việc đi tìm hiểu nguồn gốc của họ chính là thứ làm tôi khá tò mò. Pleiades là đội hầu gái chiến đấu của Nazarick. Mỗi người được tạo ra bởi một đấng tối cao riêng với mục đích chung là lớp phòng ngự cuối cùng tại tầng 10. Nhưng với sức mạnh của họ thì nhiệm vụ thực sự chỉ là câu giờ cho các thành viên guild chuẩn bị để nghênh tiếp kẻ địch. Vì vậy sự tồn tại của họ có lẽ chủ yếu do đam mê của mấy ông đấng thôi. Mấy ông làm tốt lắm. Amazing, good job. Thành phần của Pleiades bao gồm 6 thành viên cố định: Yuri Alpha đội phó, Lupus Regina Beta, CZ2 I18 Delta, Naboral Gamma, Solution Epsilon, Entoma Vasilisa Zeta. Hai thành viên không cố định là hai chỉ huy Sebastian và Aureole Omega. Khi Sebas được chỉ định làm chỉ huy, đội hình của họ mang tên Pleiades Six Stars, Pleiades Lục Tinh. Còn khi Aureole Omega được chỉ định làm chỉ huy, đội hình lại mang tên là Pleiades Seven Sisters, Pleiades Thất Nữ. Những ngày còn trong game Yggdrasil, đội hình của họ là Pleiades Six Stars. Sau sự kiện dịch chuyển, Sebas khá bận với những công việc bên ngoài, nên Aureole được chỉ định làm chỉ huy đội hình Pleiades Seven Sisters. Nhưng Aureole lại không thể ra ngoài khu vực của mình mà không có lệnh của Ains, nên đôi khi Yuri sẽ là người chỉ huy tạm thời. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ nói về đội hình Pleiades Seven Sisters. Có khi nhắc về Pleiades thì anh em cứ ngầm hiểu là nói về 6 chiến hầu. Tôi xin lý giải thêm về ý nghĩa về hai cái tên đội hình này và số lượng thành viên. Trong thiên văn, có một cụm sao mang tên là Pleiades hay còn gọi là cụm sao thất nữ, thuộc chòm sao Kim Ngưu. Tên cụm sao Pleiades bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp với 7 người con gái của Atlas hóa thành các ngôi sao. Ở Nhật Bản vào thế kỷ thứ 8, cụm sao này được biết tới với cái tên Musuraboshi, nghĩa là Six Stars, 6 ngôi sao, còn hiện nay được gọi dưới cái tên là Subaru, nghe quen nhở. 6 thành viên cố định cũng vừa tạo ra một party tiêu chuẩn trong Yggdrasil. Yuri là chiến binh cận chiến gây đam vật lý, Lupus Regina hồi phục, Solution Tanker, Naboral là Magic Caster gây đam phép, Shizu xạ thủ trinh sát, còn Entoma là vị trí đa dụng. Về mối quan hệ giữa các Pleiades Seven Sisters, có một sự thật là các Pleiades vốn không phải là chị em ruột, bởi mỗi người đều là một chủng tộc riêng, không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, họ được lập trình để xem nhau như là chị em ruột, chị em cùng cha khác ông nội. Vì là NPC nên họ không có tuổi cụ thể, một số lại là chủng tộc bất tử nên việc phân thứ tự lớn nhỏ do các đấng tối cao quyết định. Ngay từ cái tên của họ cũng đã phần nào thể hiện điều đó. Phần cuối trong tên của các Pleiades sẽ được lấy từ các ký tự cho bảng chữ cái Hy Lạp. Người được xem là chị cả là Yuri Alpha, tiếp đến là Lupus Regina Beta. Những người còn lại không được chỉ định thứ tự rõ ràng. Giải pháp họ đưa ra là Naboral Gamma và Solution Epsilon đều là người lớn tuổi thứ ba do họ được thiết lập là gần gũi và chăm sóc nhau như cặp song sinh. Chắc song sinh cùng mẹ khác cha. Còn CZ2 I28 Delta từ sau sẽ gọi là Shizu và Entoma Vasilisa Zeta. Hai người này thường xuyên tranh cãi với nhau xem ai được làm chị gái, thậm chí vào sẵn tư thế để chiến đấu với nhau, nhưng thực ra chỉ là trò đùa vui. Cả hai đã nhờ Ains đưa ra quyết định cho vấn đề này, nhưng Ains từ chối vì anh cho rằng đồng đội của anh đã bỏ qua chuyện này vì một lý do nào đó và anh tôn trọng quyết định của họ. Người cuối cùng còn lại là Aureole Omega, được xem là em gái út. Tuy rằng các thành viên Pleiades đều được thiết kế riêng biệt, nhưng họ lại sở hữu rất nhiều điểm chung. Đầu tiên, sự trung thành của họ dành cho các đấng tối cao là không phải bàn cãi, nhưng họ sẽ xem trọng đấng tối cao của mình hơn những đấng còn lại một chút. Các Pleiades được thiết kế là các hầu gái, song nhiệm vụ của họ không phải dọn dẹp như các hầu gái Homunculus. Họ vẫn có thể thực hiện công việc của một hầu gái, nhưng chỉ làm được những việc đơn giản và tại phòng riêng của mình, chủ yếu do không muốn chiếm nhiệm vụ của người khác. Đối với các hầu gái thông thường, nhóm Pleiades giống như một nhóm idol vậy. Trong đó Shizu là người nổi tiếng nhất, chỉ riêng việc gặp và nói chuyện với Lupus Regina cũng được xem là dấu hiệu của sự may mắn. Tôi cá là chị em phụ nữ sẽ vô cùng ghen tị vì Pleiades đều là những mỹ nhân, mỗi người toát ra một vẻ xinh đẹp riêng. Đặc điểm nữa khiến Pleiades khác với các hầu gái Homunculus đó là trang phục hầu gái của họ được thiết kế độc nhất và là trang phục cao cấp phục vụ chiến đấu. Chất liệu làm ra chúng là những kim loại ma thuật, kim loại quý, được yểm vào các ma thuật hàng đầu và sử dụng tinh thể dữ liệu mà player cấp 90 mới có thể sở hữu. Nhìn sơ qua chỉ như một bộ hầu gái bằng vải bình thường, nhưng đừng để bị lừa, bên ngoài trông chẳng ra gì, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ. Chúng có tác dụng như một bộ giáp kim loại toàn thân cao cấp vậy. Ngoại trừ Sebas và Aureole Omega có level 100, các Pleiades còn lại chỉ có level dưới 65, khá thấp đối với vai trò của họ.
họ khá hiếu nếu tính theo tiêu chuẩn Yggdrasil. Nhưng tại tân thế giới, mỗi người đều sánh ngang với những con quái vật huyền thoại. Evil Eye đánh giá theo chuẩn ở tân giới thì các chiến hầu ở độ khó 150 tương đương những quái vật huyền thoại sở hữu sức mạnh hủy diệt cả một quốc gia. Sau sự kiện Nazarick dịch chuyển đến tân giới, nhiệm vụ canh gác tầng 10 trở thành một công việc có cũng như không. Vì vậy, Ain giao cho họ các nhiệm vụ cá nhân bên ngoài Nazarick với mục đích để họ tận dụng năng lực và tự phát triển bản thân. Các Pleiades sẽ tổ chức một buổi tiệc trà hàng tháng để hậu chị em gặp mặt, trao đổi về công việc của bản thân và tám chuyện linh tinh. Ngoài các nhiệm vụ cá nhân, năm trong sáu người còn xuất hiện với thân phận hầu gái quỷ của Jadabaoth. Anh em lưu ý nhé, tại trận chiến ở Thánh Quốc, các hầu gái quỷ chỉ là hàng fake thôi nhá, tạm gọi là các Doppel Pleiades. Và bây giờ với tôi mới là phần hấp dẫn nhất, chúng ta cùng đến với profile chi tiết của từng chị em theo thứ tự bằng chữ cái Hy Lạp nhé. Đầu tiên là Yuri Alpha, chị cả của đội chiến hầu và cũng là phó chỉ huy trong cả hai đội hình. Cô được coi là người đại diện cho 6 chiến hầu và chỉ huy họ khi không có mặt chỉ huy chính. Yuri có ngoại hình xinh đẹp, làn da trắng, vẻ ngoài trông rất tri thức với cặp kính nhỏ nhắn trên khuôn mặt. Tóc cô được búi thấp ở sau đầu. Yuri có đeo một chiếc vòng lớn màu xanh lam trên cổ, có lẽ là để giữ cố định đầu cô với phần cổ, bởi cô thuộc chủng Dolahan, kỵ sĩ không đầu. Yuri thường diện trang phục có hình dáng giống với các bộ hầu gái thông thường, nhưng cộng thêm chút phần giáp sắt ở vai, khuỷu tay, eo và hai bên hông. Điều này giúp cho cô dù phải đánh cận chiến nhưng di chuyển vẫn khá cơ động. Thứ nổi bật và khác biệt nhất ở trang phục của Yuri là hai bao tay có gai phủ hết phần cẳng tay. Đây là vũ khí chính trong chiến đấu của cô. Về tính cách, Yuri phản ánh gần như đúng tính cách đứng tối cao của cô là Yamaiko, người vốn là một giáo viên tiểu học. Yuri vốn là một người tốt bụng với chỉ số Karma 150. Cô là một trong hai Pleiades an toàn với con người. Do đó, cô thấy nhẹ nhõm khi Ains nói cô sẽ không phải giết con người nếu như không cần thiết. Nếu được làm theo ý mình, Yuri sẽ chọn giúp đỡ những người vô tội gặp khó khăn. Đối với các em gái, Yuri coi họ như những đứa trẻ cần được cô chăm sóc, giáo dục và bảo vệ. Với tư cách là chị cả và cũng là đội phó, cô luôn cảm thấy mình phải làm gương cho các em gái, có trách nhiệm cho mọi hành động của các em gái mình, đặc biệt là khi họ mắc sai lầm. Đứa tối cao của cô cũng là người lớn tuổi nhất trong các chị em của Guild, nên Yuri luôn cố gắng để trở thành người chị cả hoàn hảo. Tâm hồn Yuri vẫn hơi trẻ con, nhưng vị trí của cô lại không cho phép cô thể hiện ra điều đó. Đó cũng là lý do những cảm xúc khá mạnh và phức tạp thường bị cô kìm lại trong lòng để giữ vẻ tôn nghiêm. Ngoài ra, bản chất chủng tộc Undead ảnh hưởng tới cảm xúc khiến Yuri có vẻ trầm tính và lạnh lùng hơn. Vì bản chất là một hầu gái nghiện công việc nên khi rảnh rỗi không có gì làm và cả khi chứng kiến những em gái mình luôn bận rộn với những công việc được Ain giao, Yuri luôn cảm thấy khó chịu. Nhưng cô lại không muốn làm công việc của người khác vì đối với các NPC thì công việc chủ nhân giao cho họ là vô cùng quý giá và tranh việc của người khác là thiếu tôn trọng đối với họ. Nó không có gì để làm thì cũng không hẳn là chính xác bởi các Pleiades sinh ra là để bảo vệ bên trong Nazarick. Tuy nhiên thực tế là chưa có kẻ xâm nhập nào đến được tầng 9, khiến cho công việc này thực sự rất nhàm chán. Vì vậy Yuri luôn cảm thấy ghen tị với các em gái mình, thậm chí là các hầu gái dọn dẹp bình thường vì họ không có nhiều thời gian rảnh như cô. Nhiệm vụ hàng ngày của Yuri chỉ là giúp Tuare luyện tập để trở thành một hầu gái tiêu chuẩn Nazarick và trực tại căn nhà gỗ bên trên Nazarick theo lịch. Lupus Regina và Naburao đã xin Ace ban cho Yuri một công việc để cô bớt buồn phiền vì rảnh rỗi và Ace đã cho Yuri thành lập và quản lý trại trẻ mồ côi tại Irantel với nhiệm vụ giúp đỡ những đứa trẻ không cha không mẹ, tìm kiếm nhân tài và phục vụ Nazarick trong tương lai. Ace đã khéo léo gợi ý Yuri có thể chọn người hỗ trợ, cũng chính là để giải thoát cho Nigredo và Pestonia khỏi nhà giam một cách chính đáng. Điều này khiến cho Yuri rất vui và so sánh Ace tốt như nhà Michael vậy. Giống như đấng sáng tạo Yamaiko của mình, người vốn được mệnh danh là Muscle Brain Sensei, giáo viên não cơ, Yuri thường có xu hướng hành động trước khi suy nghĩ. Ví dụ khi gặp kẻ thù chưa biết, đầu tiên cô ấy sẽ đấm chúng, sau đó mới nghĩ đến việc có đánh bại được chúng hay không. Do đó, tuy là đội phó nhưng khả năng chỉ huy của cô không quá nổi bật. Khi Ace nhờ Yuri khai thác thông tin từ Solution, thay vì dò hỏi, dạy bảo em gái một cách nhẹ nhàng ân cần, thì Yuri lại định đánh em gái đến gần chết để lấy thông tin trong lúc em mình không tỉnh táo. Thậm chí, Yuri còn sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ với em và tiêu diệt cô ấy nếu cô ấy mạo phạm đến đấng tối cao, dù điều đó khiến Yuri vô cùng đau lòng. Nhưng hành động này khiến cho Ains được một phen hú hồn vì khiến cô hiểu sai ý mình. Đúng là thương cho roi cho vọt. Về khả năng chiến đấu, level của Yuri là 51, cụ thể như sau. Cấp độ chủng tộc tổng cộng là 11, trong đó Zombie cấp độ 10, Dolahan cấp độ 1. Cấp độ nghề nghiệp tổng cộng là 40, trong đó các class đã biết gồm Striker cấp độ 10, Single Blow cấp độ 5, Cook cấp độ 1, còn lại là 24 level chưa rõ. Về chỉ số cơ bản, máu 55, mana 12, tấn công vật lý 57, phòng thủ vật lý 36, nhanh nhẹn 51, tấn công phép 0, phòng thủ phép 35, chống chịu 37, tuyệt kỹ 36, tổng chỉ số cơ bản là 319. Trong đội hình Pleiades, Yuri giữ vai trò là nắm đấm thép, chịu trách nhiệm đánh cận chiến, áp sát kẻ địch và gây sát thương vật lý. Trong trận đánh với Evil Eye, Yuri sử dụng một kỹ thuật của võ thuật Trung Hoa tên là Fajin, Phát Kình, để phá bức tường pha lê phòng ngự.
Được biết khi đối đầu với Ains tại Thánh Quốc, Yuri có thể sử dụng Qi Gong, khí công để tự phục hồi cho bản thân và đồng đội. Còn khả năng sử dụng ma pháp có lẽ khá hạn chế do chưa thấy cô sử dụng, cũng như chỉ số mana của cô rất thấp. Còn dùng ma pháp để gây sát thương thì chắc không thể do tấn công phép bằng không. Đặc biệt, dù Yuri sở hữu Class Cook Level 1, nhưng Sebas vẫn không liệt kê cô vào danh sách những NPC có thể nấu ăn. Các cụ dạy rồi, trông mặt và bắt hình dòng, có lợn có béo thì lòng mới ngon. Kiểu hình thức quyết định nội dung ấy, suy ra là gì? Yuri xinh đẹp của chúng ta sở hữu một số kỹ năng đỉnh của job đấy. Kỹ năng chủ động, Armament Enhancement, tăng cường sức mạnh của các kỹ năng vật lý của người dùng. Presence Search, đây là kỹ năng giúp người dùng xác định chỉ số và sự khác biệt về sức mạnh. Nếu có sự chênh lệch về level, đối tượng là undead hoặc bị ngăn chặn bởi cấu trúc vật lý, nó sẽ không sử dụng được, nhưng kỹ năng này có thể dùng để phát hiện tăng hình. Kibakusho, khi sử dụng, người dùng tụ ánh sáng giữa hai lòng bàn tay, nếu chạm vào đối tượng thì nó sẽ gây sát thương đơn mục tiêu, còn không có tiếp xúc thì sẽ trở thành làn sóng xung kích. Sát thương đơn mục tiêu sẽ lớn hơn nhiều so với sóng xung kích. Impact Blow, gây sát thương vật lý đơn mục tiêu lên kẻ địch. Iron Skin, tăng cường sức mạnh vật lý của người dùng. Strike, gây sát thương vật lý đơn mục tiêu lên kẻ địch. Kỹ năng bị động, kỹ năng không tên giúp kháng lại các trạng thái bất lợi như mù lòa, câm lặng, bất động, chói lóa hay các năng lượng bất lợi làm tổn hao sinh lực. Về trang bị, Yuri sở hữu những trang bị chính như sau. Mặt dây chuyền bay được Ains tặng cho cô ấy, Yuri sử dụng lần đầu khi đến làng Karn gặp Lupus Regina trên bầu trời. Vật phẩm này đã giúp cô cơ động và linh hoạt hơn trong chiến đấu, loại bỏ đi điểm yếu cận chiến của cô khi đánh với đối thủ biết bay. Đôi găng tay không tên, đôi găng tay bằng thép có gai được Yuri đeo trên tay thường xuyên, có thể coi là vũ khí chính của cô. Đấng tối cao tạo ra cô cũng dùng găng tay làm vũ khí. Áo giáp chiến hầu không tên, bộ giáp cao cấp đặc biệt dành riêng cho các Pleiades đã được đề cập trước đó. Một cặp kính thứ hai của Yuri giúp cô ấy nhìn xuyên tàng hình. Ngoài vai trò hầu gái, Yuri còn đảm nhiệm công việc gia sư. Anh em nào cần bổ túc hai môn sinh và lý thì comment để tôi lập danh sách nha. Nhưng nói trước là Yuri rất nghiêm khắc trong công việc ấy nha. Hệt như một giáo viên thực thụ. Viên nam châm thứ hai của đội Pleiades thu hút tôi là Lupus Regina Beta, người được xem là chị hai trong dàn chiến hầu. Lupus Regina thuộc chủng Werewolf, ma sói, được tạo ra bởi Beast King Mekongawa. Nếu anh em nào khao khát được thấy dạng người sói này của Lupus Regina như tôi thì hãy chờ đợi nhé, vì nó chưa được xuất hiện trong series anime đâu. Gọi chị cả Yuri là một đại mỹ nhân thì Lupus Regina cũng được xem là mỹ nữ, với làn da rám nắng, thân hình thể thao, mái tóc đỏ dài tết bím hai bên. Cô cũng sở hữu một bộ trang phục hầu gái với điểm nhấn là đường xẻ dài hai bên váy kéo dài tới gần hết đùi. Tuy nhiên, trang phục của cô không được đính kèm nhiều phần giáp kim loại như các chị em khác. Trong hoạt động thường ngày, Lupus Regina tỏ ra là cô gái năng động, hoạt bát, vui tính và hướng ngoại nhất trong các chị em. Cô luôn tỏa ra hòa đồng và thân thiện đối với con người, thậm chí còn đùa vui với họ. Trêu đùa người khác khi nói chuyện hay bằng cách tàng hình và đột ngột xuất hiện sau lưng họ cũng là sở thích của Lupus Regina. Nhưng với Karma âm 200 thì đó chỉ là lớp mặt nạ che giấu đi sự tàn bạo và nham hiểm của cô đối với con người thôi. Ngay cả Yuri cũng đánh giá Lupus Regina là một trong hai đứa em gái tàn ác và xấu xa nhất. Tác giả lưu ý rằng vào đêm trăng tròn cô ấy sẽ độc ác hơn một chút, đương nhiên là đối với người ngoài Nazarick thôi. Bên cạnh sở thích trêu đùa, người chị hai này còn rất thích đồ ăn vặt, nhất là khoai tây chiên. Vốn là người sói nên khắc tinh của cô ấy là bạc. Lupus Regina sẽ chịu thêm 25 điểm sát thương từ vũ khí bằng bạc và kháng 10 điểm sát thương từ vũ khí kim loại khác. Nhưng kể cả khi sử dụng vũ khí bằng bạc mà chỉ số của nó không vượt qua được chỉ số phòng thủ của cô thì cũng vô dụng. Mặc dù vậy, Lupus Regina vẫn ghét tất cả mọi thứ làm từ bạc. Chúng khiến cô cảm thấy kinh tởm và mọi người có thể lợi dụng chúng để trừng phạt cô. Sau khi tới tân giới, Lupus Regina được giao nhiệm vụ chính là làm gián điệp tại làng Karn để bảo vệ và duy trì an ninh nơi đây. Nhưng thật ra chỉ cần tập trung vào 4 người: Enfiria Barriere, Lizzie Barriere, Henry Emmott và Nemu Emmott. Họ là những người giúp Nazarick nghiên cứu điều chế các loại potion bằng công nghệ của tân giới. Lupus Regina sẽ quan sát và ngăn chặn công nghệ được phát triển trong làng bị tiết lộ ra ngoài. Cô ấy được coi như sứ giả của Ains, người truyền đạt thông tin giữa Ains và làng. Cô giúp đỡ trong việc xây dựng và phát triển làng, cung cấp vật phẩm và thiết bị giả kim cho Enfira, hộ tống họ đi kiếm nguyên liệu trong rừng. Nó là giúp đỡ nhưng Lupus Regina chủ yếu đi theo giám sát, đứng đó cổ vũ hoặc sai thuộc hạ làm, chứ cũng chẳng chịu động tay động chân gì mấy, bởi cô chỉ phục vụ trực tiếp cho các đấng tối cao. Cô chỉ thích thú khi nghĩ tới việc đốt phá ngôi làng và đè bẹp người dân làng Karn như những con kiến. Tuy nhiên, người dân trong làng lại không có ác cảm với cô, ngược lại họ rất quý mến Lupus Regina về những gì cô và Ains đã làm. Awesome! Chỉ có những goblin có sức mạnh và quen với chiến trận mới có thể nhìn ra sự nguy hiểm sau bộ mặt giả nai của cô ấy. Lupus Regina ban đầu không thực sự hiểu rõ nhiệm vụ của mình tại làng, dẫn tới báo cáo thiếu sót thông tin. Cô đã phải chịu một trận lôi đình đến từ Ains và một bài thuyết trình về tầm quan trọng của làng do Ains vừa mới kịp suy diễn ra. Từ đó cô đã nghiêm túc và chăm chỉ hơn trong nhiệm vụ của mình. Trong trận chiến giữa quân đội Riestai dưới sự dẫn dắt của Thái tử Barbro với làng Karn, Lupus Regina đã phải ngạc nhiên trước đội quân goblin mà Henry triệu hồi ra từ kế tù và Ains tặng.
cô quyết định đứng ngoài quan sát trận chiến. Khi quân đội của Thái tử thua cuộc và rút lui, Lupus Regina đã tạo ra một đội 13 Red Cap Goblin level 43 để truy sát toàn bộ quân lính. Đích thân cô tra tấn Thái tử Barbro khoảng 30 phút trước khi đưa anh ấy đi gặp ông bà tổ tiên. Đừng nghĩ một đại mỹ nữ như Lupus Regina yếu thế nhé. Các ông sẽ phải ngạc nhiên về sức mạnh ở level 59 của Lupus Regina. Cụ thể như sau: Racial level, cấp độ chủng tộc là 5, Class Werewolf, cấp độ 5, Job level, cấp độ nghề nghiệp tổng cộng là 54, trong đó các class đã biết gồm Cleric cấp độ 10, Bard Cleric cấp độ 5, Warlord cấp độ 4, Hierophant cấp độ 5, còn lại 30 level chưa rõ. Ngoài ra Lupus Regina sở hữu những chỉ số cơ bản như sau: máu 53, mana 45, tấn công vật lý 46, phòng thủ vật lý 53, nhanh nhẹn 37, tấn công phép 45, phòng thủ phép 44, chống chịu 56, tuyệt kỹ 32 và tổng chỉ số cơ bản là 411. Lupus Regina là một Bard Cleric, giáo sĩ chiến đấu và tập trung vào ma pháp hồi phục. Cô sở hữu chỉ số cơ bản khá đồng đều với tổng chỉ số phòng thủ vật lý và chống chịu cao nhất trong các Pleiades. Theo dự đoán rất đáng tin của tôi thì một Werewolf như cô có thể chuyển sang dạng sói để tăng cường sức mạnh vật lý. Lupus Regina cũng là người duy nhất trong Pleiades có khả năng phát hiện vị trí của Ents dù anh đang trong trạng thái Perfect Unknowable, ẩn thân hoàn hảo. Giờ hãy cùng tôi điểm qua một số phép thuật đã biết của Lupus Regina. All Greater Heal, hồi phục toàn bộ, hồi phục cho một vài đồng minh. Animal Instinct, bản năng động vật, cho phép cô cảm nhận được suy nghĩ của mục tiêu. Complete Invisibility, tăng hình hoàn toàn, là phép thuật bậc cao hơn của phép Invisibility, giúp Lupus Regina qua mắt khỏi các kỹ năng nhìn xuyên tăng hình thông thường hay thậm chí khả năng cảm nhận sự sống của các undead cấp cao nhất. Cure Poison, trị độc. Fly, phép thuật bậc 3 giúp người thi triển có khả năng bay. Medium Cure Wound, chữa trị vết thương trung bình. Regeneration, tái tạo, phép thuật đơn mục tiêu lên đồng đội, mục tiêu sẽ được hưởng trạng thái hồi phục theo thời gian. Heal, phép thuật hồi phục bậc 6, phép thuật chưa biết tên. Lupus Regina sử dụng để giết Control tại làng Karn, một cột lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt mục tiêu. Về trang bị đã biết Lupus Regina có, thứ nhất là Crozier, vũ khí chính của Lupus Regina. Nó là một cây trượng màu đen và bạc thường được cô đeo trên lưng. Hình dáng nó giống với một biểu tượng tôn giáo với kích thước quá khổ, hoàn toàn không hợp với kích thước cơ thể cô. Thứ hai là bộ giáp chiến hầu không tên của các Pleiades, chỉ khác về hình dáng. Đã là một mỹ nữ thì ai chả có thông tin bên lề đúng không? Showbiz Việt còn có đầy drama nổ ra ngoài giờ hành chính cơ mà. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một số thông tin bên lề về Lupus Regina nhé. Lupus Regina trong tiếng Latin có nghĩa là Wolf Queen, nữ hoàng sói. Lupus Regina từng được Ains cân nhắc làm bạn đồng hành trong hành trình mạo hiểm giả. Cuối cùng anh lại chọn Nabarrow và anh ấy đã phải hối tiếc vì điều đó. Anh em nào có lỡ mất máu vì đội Pleiades thì nhớ liên hệ Lupus Regina nha. Nhưng hãy cẩn thận vào đêm trăng tròn. Anh em thấy sao về những nữ hầu gái tài mạo vẹn toàn này? Nếu cũng đổ đứ đừ như tôi thì comment đi đừng ngại, vì chúng ta có điểm chung là biết cảm thụ cái đẹp đấy. Anh em đừng quên like và subscribe cho tôi nha. Hẹn anh em trong phần tiếp theo của series Pleiades.